Bây giờ chúng ta kết thúc bài giảng này và tôi muốn giao cho bạn một số bài tập về nhà. Chúng tôi dự định giao cho bạn bài tập về nhà hàng tuần vì điều quan trọng là không chỉ nghe bài giảng một cách thụ động khi bạn muốn học điều gì đó mà còn thực sự bắt tay vào làm và tích cực cố gắng làm việc với nó. Tất nhiên, trong bài giảng này, chúng ta chủ yếu nói về phạm vi của mô hình UTXO. Mô hình này mang tính lý thuyết rất cao. Bạn chưa thể làm gì liên quan đến việc viết mã của riêng mình. Tuy nhiên, tôi yêu cầu bạn, như bài tập về nhà cho tuần này, hãy cố gắng thiết lập hoạt động. Ít nhất hãy thử đem meter và thử nghiệm nó một chút. Nếu bạn muốn, hãy thử cài đặt máy cục bộ. Và, tất nhiên, về cơ bản, bạn cũng có thể thử xem qua bản demo và xem liệu bạn có thể thiết lập và tự vận hành Marketplace này và làm việc với nó hay không. Sau đó, vào tuần tới, bạn sẽ bắt đầu viết mã thực tế và bạn có thể viết những các hợp đồng thông minh đầu tiên của riêng mình. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.